nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch, ông Lê Tự Lực cho biết, theo đề nghị của đoàn chuyên gia Nhật Bản và công ty cổ phần đầu tư môi trường Nhật Việt, JVE, về việc thử nghiệm xử lý làm sạch một đoạn sông Tô Lịch, một ô nước Hồ Tây bằng công nghệ nanobioreactor, kinh phí do công ty JVE bố trí, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì cùng sở xây dựng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội và các đơn vị liên quan đã làm việc với đơn vị thử nghiệm và chấp thuận cho tổ chức thử nghiệm. Trong đó, lưu ý đơn vị thực hiện. Sông Tô Lịch là sông thoát nước chính của thành phố, khi mưa lớn nước sông chảy mạnh. Ngoài ra, sông còn thực hiện nhiệm vụ điều tiết mực nước Hồ Tây. Thành phố giao công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội phối hợp GVE thực hiện thử nghiệm. Theo báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, ngày 9 tháng 7, qua công tác dự báo thời tiết, trong thời gian từ 3 đến 5 ngày sau sẽ xuất hiện mưa lớn, có cường độ khoảng từ 40mm đến hơn 50mm trên địa bàn thành phố. Mực nước Hồ Tây lúc đó là 5,96m vượt từ 0,26 m đến 0,36 m so với mực nước khống chế theo quy định ở mức từ 5,6 đến 5,7 m để bảo đảm thoát nước chống úng ngập cho khu vực. Ngày 12 tháng 7, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội đã mở cửa điều tiết hồ Tây theo quy trình đưa mực nước về đúng mức khống chế, đúng như dự báo. Chiều tối 15 tháng 7 trên địa bàn thành phố có mưa lớn, mực nước sông dâng cao. Tại cửa cống Hoàng Quốc Việt là 4,26 m, cho nên nước đã tràn vào khu vực xử lý bùn của JVE. Phó Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định, việc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội xả nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch là công tác vận hành thường xuyên từ trước đến nay, tuân thủ đúng quy định để bảo đảm công tác thoát nước mùa mưa, chống úng ngập, không phải việc làm cá biệt. Nhờ chủ động điều hòa mực nước hồ Tây, cho nên trận mưa lớn ngày 15 tháng 7, lưu vực hồ Tây không xảy ra úng ngập. Việc xả nước, hạ mực nước hồ Tây về mực nước quy định của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội hoàn toàn phù hợp với quy trình vận hành và phương án phòng chống úng ngập của thành phố từ trước tới nay